Hello, xin chào mọi người và cả nhà nha. Cao Thanh Nhàn lại đến làm nhiệm vụ trên game nè, mời mọi người và cả nhà theo xem nha. Đâu rồi, nhiệm vụ đúng mục tiêu đây. Xong nha. Giờ mình tiếp nha. Trước khi nghe chào mọi người cả nhà một ngày tốt lành, sức khỏe dồi dào nha. Trồng hoa nè. Ủa chưa trồng mà tưới rồi bác. Kìa, con chó bươi kìa ông chủ ơi. Làm nhiệm vụ tới cái đèn này hay gì đây. Rồi, so cutie, white top, rồi, cho em bảy bể sơn hết rồi, rồi thành chó bảy màu luôn rồi nha. Hết chuyện em biết cho vậy chứ, tắm cho chó nó gì đây, đi theo dấu chân nhóc luôn rồi. Sửa sơn hay gì vậy? Làm cái đèn nào đẹp đây, đèn này luôn đi. À, hai cây, quá đẹp luôn nha, 4 cây luôn hả? Xong rồi nha. Tính nền đất, nền đường đi. Rồi, lót này luôn nha mọi người. Ây da, cuốn chưa tắm cuốn hay gì mà dấu chân không vậy? Chắc đi tắm cuốn hay gì đây? À, chưa tắm đó nè. Được phần thưởng rồi nha, mở coi được gì đây. Ây da, được 2 trái bom nha. 2 trái bom mới đi kiếm ngọc, kiếm sao á. Vậy đi tắm con cuốn nè. Ô, sạch liền không? Wow. Rồi, tới dẹp thùng nước sơn nè. Dẹp cái bãi chiến trường nè. Tính là cho cuốn là quả sĩ như đây. Có cái này nhiệm vụ gì nữa này nha mọi người. Có cái nhiệm vụ nữa nè. Bên TikTok các bạn nhận được tin nhắn gì đó. Khỏi coi luôn rồi. Cái này giống cái cây súng gắn keo quá à. Rồi mình làm cái cầu màu xanh luôn ha, cho nó dịu màu nha. Trận cuốn cũng có trước, có gõ nữa chứ. Lệnh kiểm tra kìa. Bất mãn thôi. Capresson gì. Go. Sit down, ngồi xuống, đứng lên.
Atfield House. Tí Wish Boy Now Sit. Đẹp trai quá, ngồi xuống đi hả? Ủa đâu mất đi nhiệm vụ, mất đi quá hết trơn này. Đi qua cầu nhanh đi ông ơi, nhảy nhảy lắc lọt rớt cầu chứ đâu. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đây đang làm nhiệm vụ coi. Lâu rồi, nhiệm vụ lâu dữ rồi trời. Rồi xong nhiệm vụ rồi nha. Để làm cái xích đu nữa hả? À, được một tim nha mọi người. Trời, nhiệm vụ làm xích đu hay gì nè. Đúng rồi, làm cái xích đu nha. Là nhiệm vụ xích đu thứ 2 sao lận nha. Trời, mới đụng khều đó kéo xuống có liền. Xong cái nhiệm vụ xích đu rồi nha. Có nhiệm vụ gì nữa. Rồi, được phần quà màu vàng luôn nha. Mở coi. Quá đã. Công viên khác hay là công viên nó hoài vậy? Chị phá mở gì đây? Tối rồi. Trong đó có con cuốn, ngoài này cũng có con cuốn luôn nè. Tối rồi, đi ngủ thôi. New day. Wow, tới cái khu vườn làm nhiệm vụ mới đã nè nha. Tập thể dục buổi sáng. Vậy là làm việc đi ông ơi đó, ông tập thể dục buổi sáng. Lễ hội gì à? Thổi được gì trời? 30 mét tim. Này gì đây? Được 109 gì đây? Được 109.000 đồng. Mua, mua thế. Thôi không mua đâu. Mua một vé như cái vé đi xem phim hay cái gì nhỉ? Ta không mua đâu, không đủ tiền để mua. Đi làm nhiệm vụ thôi. Tìm kiếm gì đây? À, này chắc hồ cá quá. Hồ tăng bộ quá. Này chắc làm hồ tăng bộ nè. Leo lên lấy thằng đồ nghề chứ đâu. Tìm kiếm xong rồi, bây giờ tới lấy kiếm thùng đồ nghề nè. Kiểu gì chống cái trời. Ồ, ra vàng, kho báo. Kho báo cái gì vậy? Rất nhiều ba xu kìa. Mã số, mở sao? À, được 3 xu vàng luôn. Cộng 300.
Coi bản vẽ gì đây? Ủa, báo. Báo sáng. Hơi cay hay gì vậy? Thôi không biết, dẹp đi. Chúng ta làm nhiệm vụ của mình thôi. Tên mã số này nè. Mã số để mở cái thùng đồ gỗ này nha. Số mấy đây? Ý ý ý ý. Ra bộ đồ nghề gì nè. Mở thành công rồi nha. Được gì đây? Cái hộp gì à? Không biết luôn nha. Còn 13 sao rồi nha mọi người. 13 sao thì mình làm theo nhiệm vụ 13 sao nha. Xong. Ây da, cái này sao tới 3 sao dữ vậy? Dọn phát cây. Ây da, siêu lực dữ à. Phát một cái một trống phình luôn nha. Phát thêm một cái nữa rồi. Siêu lực luôn nè, nhìn nè, nó ghê chưa, chỉ hai cái thôi. Chỉ hai cái thôi là sạch cỏ nha. Còn một cái nữa nè, coi phát siêu lực cái nữa nè. Dọc bên đây. 1, 2, 3. Ghê chưa. Xong, phát. Để lô ghét, lô vét gì nè. Ây da. Vô đây làm nhiệm vụ gì trời. Nhiệm vụ gì ăn mặc bảnh tỏn dữ ha. Đẹp lão ghê nha. Upfield. Có khách. Có khách đây, con bác nào đây? Yeah, nhìn xong. Giờ tới quét dọn nè. À, nhân viên vệ sinh. Thì kêu bác phụ hỗ trợ. Con rác phụ. Wow. Mới cạo có mấy cái nè. Ghê chưa? Ủa bác đi, bác để lại cái máy hút bụi nha bác ơi. Tặng luôn hả bác? Không biết sử dụng nha, đọc kê tờ hướng dẫn nha. Rồi. Qua bên đây làm cái chiếc xe cu này đi. Sửa, dặn, xong. Có lý không? Lên chạy thử nè chứ đâu. Không chạy thử ha. Coi lên chạy thử nè. Muốn lên chạy thử hả trời. Qua wow, được phần quà nữa nha mọi người. Còn có 6 sao rồi nha. Thay đổi lệ luôn, đang làm mấy mà ông bác sớm uống cà phê hay với hồ đăng bộ mà. Dở điện luôn, từ chối luôn, làm nhiệm vụ đi. Vô con ra uống cà phê sáng đi. Ô, giữ chưa. Uống cà phê sáng giơ tay là rồi trà tự cái gì cà phê tự rót luôn nha. Ghê. Bắt Peter. Ồ, giữ không? Để cho cái mất tiêu luôn nha.
làm nhiệm vụ tiếp thôi. Bác này là gì? À, đây là bên hầm thang bộ hay gì đây? Bên xây dựng nè. Đúng rồi, cầm cái bay là biết bên xây dựng rồi. Đâu, mình còn 3 sao, mình làm cái này trước đây. 2 sao, mình làm hộ đồng bộ. Này xịt rửa gì vậy? À, ghê ta, xịt cái nó sập ống nha. Còn 2 sao nè, 2 sao mình làm cái hồ đăng bộ đi. Đó. Rồi, bác này xây dựng mình điện lại nè nha. Xong rồi. Chưa xong. Giờ là phải thêm một sao nữa. Đó. Hoàn thành. Kịch sơn sửa lại. Hoàn thành nha. Quá đẹp luôn. Giờ hết sao rồi sao đây? Hết sao thì đi tìm sao thôi. Hoa quá cỡ hết sao rồi, mình đi tìm sao thôi. Còn có 25 bước đi hà, không biết đi kịp không đây mọi người. Để mở cái này ra coi. Ây da. Sao còn có 13 bước thì làm sao mà đi đây? Mười ba bông hoa một ca. Yeah, xong rồi. Còn 10 bông hoa. 8 bông hoa. Trời, còn có 4 bước nữa nha. Tiêu rồi. Hên quá. Hoàn thành nhiệm vụ thôi, lấy ngọc thôi. Yeah. Được xu rồi nha. Wow.
Rồi làm nhiệm vụ này nữa. Star. Rồi Nhàn cũng xin kết thúc video luôn mọi người ơi. Chúc cho mọi trước tiên này chúc cho mọi người sức khỏe nha và nhiều niềm vui nha. Còn thấy hay và thấy cái vui thì mọi người đăng ký để xem những video tiếp theo nha. Cảm ơn Nhàn. Chào và hẹn gặp lại.